5 cái vội đáng thương nhất đời phụ nữ. Thứ nhất là vội yêu. Là phụ nữ muốn có được hạnh phúc thì đừng vội trao trái tim cho ai đó hoặc yêu ai quá dễ dàng, bởi vì cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi. Phụ nữ khi yêu họ sẽ yêu rất nhiều và hy sinh rất nhiều, nhưng cái họ nhận lại được lại không lớn đến như thế. Đàn ông dù họ yêu bạn đến thế nào cũng sẽ có cái tự do riêng, và đôi khi họ còn yêu cái tự do hơn cả bạn. Vì vậy, khi bạn yêu thương một ai đó, hãy chắc chắn rằng anh ta đủ khiến bạn an tâm, đủ hiểu bạn và đủ tôn trọng bạn. Thứ hai là vội tin người. Người ta nói lòng tin là thứ khó tìm nhất. Sống ở đời đừng vội tin tưởng một ai đó thật nhiều. Hãy yêu thương bản thân mình hơn đi, để đến khi ta có thất vọng thì chúng ta cũng không phải buồn thật nhiều. Đặt lòng tin không đúng chỗ, bạn sẽ bị đau khổ vì cảm giác bị phản bội, bị tổn thương, bị bế tắc và tuyệt vọng bởi cảm giác bị bán đứng. Và khi bạn tin tưởng vào một ai đó không chút nghi ngờ, cuối cùng bạn sẽ nhận được hai kết quả: một người trong cuộc đời hoặc một bài học cho cuộc đời. Thứ ba là vội vàng từ bỏ. Đã có bao nhiêu lần bạn bỏ qua cơ hội được đón nhận hạnh phúc cho mình? Khi còn trẻ, người ta thường dễ dàng bỏ qua cơ hội hạnh phúc vì họ nghĩ rằng sẽ có những thứ hạnh phúc khác tìm đến. Nhưng họ lại không hề biết rằng hạnh phúc chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Nếu không nắm lấy sẽ mất vĩnh viễn, nếu không trân trọng sẽ chẳng có lần sau. Thứ tư là vội kết hôn. Kết hôn là nền tảng của tình yêu. Bên cạnh đó, trách nhiệm phải đủ lớn để cả hai có thể tự tin mà kiến tạo, xây dựng hạnh phúc gia đình. Đừng vội vàng khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được cảm giác sống chung là thử thách to lớn đến thế nào. Cũng đừng vì sợ cô đơn mà vơ bừa một ai đó, bởi vì nỗi cay đắng của một cuộc hôn nhân bất hạnh sẽ hủy hoại chúng ta nhiều hơn với nỗi sợ cô đơn mà bạn nghĩ đã là tuyệt lộ rồi. Thứ năm là vội nhận phần thiệt về mình. Đàn bà hy sinh cho chồng con không thể khẳng định là sai, nhưng đàn bà đừng hy sinh quá nhiều để trở thành một thói quen khó bỏ, bởi vì những điều này sẽ đem lại một kết cục trắng tay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Hy sinh là điều không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, yếu tố để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc đó là sự lắng nghe, quan sát, chia sẻ và cảm thông.